Tụi mày cũng ra đây đá banh cho bà phá làng phá xóm, tụi mày biết ồn lắm hay không? Không có bán buôn được cái gì trên dưới cái đám người mày kìa chưa? Nguyên cái đám ồn hả? Tụi mày tới giờ lính là tụi mày hiện hồn ra, tụi mày phá nhà phá cửa nhà của người ta ha. Cái thằng này nghe chưa ha? Mày bận áo vàng, mày bận quần xanh mà chơi thêm cái đồng hồ màu trắng nữa, mày ăn bận cô giống ai không? Đeo cho truyền hình chữ đờ hả mày? Chữ đờ là gì? Là điên ha. Mày điên hay sao mà ngày nào mày cũng ra đây mà đá banh hết trơn vậy hả? Qua cái thằng này nữa ha. Cái thằng này nhỏ xíu một xíu mà ha, mày là đứt quỷ hả mày? Mày mới ba lớn mày thành quỷ hả mày? Mày nhỏ nhất mà cái miệng mày la lớn nhất. Mày là ôm sồm nguyên cái xóm này. Mày nghĩ sao mày nhỏ vậy mày đẹp mà đeo nón gai hả mày? Mày là cái sầu riêng hả? Qua cái thằng quỷ nữa, cái mặt mày xấu nhất. Mày đừng có miếu, cái mặt mày miếu như con hà mã mày hiểu không? Cái đầu mày nghĩ sao mày trẻ cái làm đôi như cái tép bưởi mà người ta ăn không hết mày hiểu không? Mày xấu nhất sớm, mày già nhất sớm ha, cái mặt mày cũ hơn cái sớm này mà mày chơi với con nít không? Mày ra mày phá làng mày sớm mày cầm đầu hả mày? Còn cái thằng quỷ kia cái áo trắng cho mày, mày nhà giàu sao mày không ở nhà mà đi, mày hưởng mày lạnh đi, mày ra đây mày chơi đá banh làm cái gì hả? Thảo đỏ này nữa nha ha. Mày không được, mày đừng tưởng mày không nói là tao không nói mày nghe mày. Mày la lớn nhất cái miệng, mày nhỏ nhất mà mày la lớn nhất cái xóm này là mày nghe. Con gái trời, con nhỏ đây mày dễ sợ, mắc cận không lo nhà học bài, không lo ca hát. Con gái chọn cái môn nào đi, theo thùa đi, bếp nút đi ha, hay hát dân ca đi, gà đá banh. Con gái mà đá banh làm sao? Ngày nào cũng đá rồi mày phải đá cái dân nhà đá banh. Ôi tao nói lâu lâu con trai nó tặng cho cái bánh sinh nhật nhìn quý dễ sợ, trời đất cơ nhìn hoành tráng lệ ghê á. Bánh kia mà tao nói nó thơm lẫy lừng luôn á trời. Chuyện đi trời ơi, cái đám ôn dịch nó la hoài hả? Đâu đây là nó không chạy làm như nó chết thôi chứ gì vậy trời. Trời, tôi nói thiệt, tôi mà ăn cái này là tôi ghiền luôn á nha. Tôi nói chứ mà trời nhỏ này đó hay quá. Tôi không có ưa cái con nhỏ con gái. Trời ơi, nó đeo mắt kiến mà nó có đá banh nữa thì cái con này nó cũng dễ sợ lắm. Nhất là cái thằng mày đầu trẻ cái làm đôi á, tao ghét nó ghê luôn á thiệt á. Tao không có nghe mày la nữa nha, mày quay lại là tao chửi đó nha. Mệt ghê à. Ngon rồi nha, thử miếng coi nè. Yeah! 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 Cái tiệm của tao một cái, tao thề cái cây chổi lông gà này bao nhiêu cọng lông là tao bứng tụi bay bấy nhiêu cọng lông. Ê, chuyện tao nè, chuyện tao nè. Ê, đừng, đừng. Chết tôi rồi.
Tụi bay ngu quá. Đá đâu có kỹ thuật gì hết trơn trời. Đá văng vô nhà người ta kìa. Rồi mốt rồi ai cho đá nữa. Thiệt bực bị bội tụi bay ghê, đá không biết đá gì hết trơn. Đấy nè. Tụi mày đá nó có kỹ thuật gì kỳ vậy? Quỷ này nè, mày kỹ thuật mày suốt vô mặt ổng luôn kìa. Đâu có biết đâu. Trời, nó có đá không biết đá đâu, nghĩ nữa mày. Thôi, đừng có buồn. Mấy anh á, là con trai á, đá mạnh bạo lắm. Tặng như em nè, đá nhẹ thôi. Hả? Có thế chứ. Trời ơi, tao nó tan được cái đám giặc, tao nó im phăng phát nguyên sớm hai chữ bình an. Ba má tụi mày đẻ tụi mày ra chắc cũng cực khổ tụi mày lắm. Nguyên một tháng không bán buôn được cái gì trơn là vì cái đám vậy đó. Ha. Mai lại đã chuẩn bị cái này. Khách hàng là ông cố nội. À. Này, khách vô nha, dông đi nha, xuôi đi hên về nha. Nè. Ý, quên, tao còn cái này nữa. Quên. Ôi, trời ơi, không có cái này làm có được. Mang đây luôn. Chết cha, không được ta. Tự nhiên giờ mình treo nguyên một mớ banh này không bán cho nó gì sao trời. Không được. Treo cái này mới hợp lý nè. Vẫn bán banh nhưng không bán cho cái đám giặc sớm này. Trời ơi, tao nói cái đám giặc nó tan đi, tao nói quyên cái sớm. Trời ơi, thiệt là thanh bình vậy đó. Banh đâu mày đá? Banh đâu mày đá? Tao cắt rồi mà banh đâu mày đá? Dạ, tao mua sổng trên. Mày mua sổng trên này sao mày không mua banh của tao? Tao có bán banh này sao mày không mua banh của tao? Thầy đó. Thì không bán thì chớ đi. Mà đừng vô nhà tao nghe, banh vô nhà tao có chuyện à. Ờ, thôi vậy chơi đi. Lần này là tụi nó hết tiền mua banh thật rồi. Ta đã bình yên thật rồi. Trời sao mày lì dữ vậy trời. Đúng là ý trời. Mày chết.
Sao? Đồ nhanh hơn tao hả? Có nhanh hơn tao được không? Hả? Bây giờ mày có ai nhanh hơn ai? Sao? Tụi mày sợ tao chưa? Sợ rồi hả? Hả? Ủa? Sao chóng mặt quá vậy? Hả? Sao nhiều máu quá vậy? Anh mua cái gì? Trời ơi tụi mày tới đây tụi mày ám tao nữa chi vậy trời? Chúng con xin lỗi. Dạ tụi con muốn tới đây xin lỗi ông. Mày xấu xạo mày phá tao không à? Mày qua cái giò tao nè. Trời đất ơi, ơi ơi, mày nhìn đi, có cái giò nào mà bây giờ nó kinh dị như cái giò của tao không? Tụi con đâu có muốn đâu. Thôi ơi, mua đồ không mua đồ cho tao phá làng phá xóm không? Mày đừng có xạo nghe. Ê ba, trước khi xin lỗi hát tao nghe một bài đi. Tao thấy vui tao tha. À, con hát. Đứa đây nè, mày đứng đây. Rồi ca lớn lên. Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay, sắc cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi coi. Hay quá. Ngày hát hay nè. Ngày nó ốm nhổm nhách mã hơi nó dài nè. Dạ. Đó, công nhận xương sườn mà hát vậy là được á. Còn con nữa. À, nhỏ này có cái răng thỏ nè. Đao ca cho ông nghe bản gì? Dạ, ông ở Cà Mau. Tra thử coi, 2, 3. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà sữa soạn đẹp hơn. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà là thấy thương con rồi. Trời nó thả cái chữ sồi nó ngọt như mía lùi tao muốn hay quá. Trời ơi nhỏ này chơi con ca hay giống như con Phương Mỹ Chi vậy bay. Thấy Phương Mỹ Chi không? Dạ không. Chứ mày tên gì? Con tên Phương Mỹ Chị. Hả? Phương Mỹ Chị là cái gì? Là chị của Phương Mỹ Chi. Trời ơi mày cũng quá trời rồi ha. Nó này hay của ta mới về lớn mà chả treo. Nó con hát. Cảm ơn mày luôn. Không con hát tao cảm ơn mày luôn. Mày thấy ghê lắm. Tao sợ mày nhất sớm á. Con hát được mà. Con không phải con hát nhạc Việt đâu. Mày hát đàng hoàng nha. Dạ. Con hát nhạc nước ngoài luôn. Hát nhạc Thái Lan. Dạo này con mê phong cách Thái Lan á. Trời đất ơi, thấy ghê vậy. Dạ. Tao mày ca thử tao nghe coi. Hát nhạc Thái Lan nha. Hát đi. Chính con lấp đắng sẽ năng lão trai thật khắc tọt phạt với tập phi. Tao giả dùng mặt mày nghe. Mày ca gì cho tao hiểu nghe. Tại con coi phim con thấy trên phim nó ca vậy. Ca gì cho ông hiểu đi. Chuyện ca nhạc tiếng Việt nha. Dịch cho tiếng Việt đi. Con cũng mê dân ca lắm, con hát dân ca. Đó, ông thích dân ca. Dạ. Ừ. Tê em hương đông đi cài bơ. Má em hương đông giả đi cài. Giả dùng mặt mày nghe. Ê, mày hát mày hay mày chửi tao mày. Tại con hát dân mày ca hát tao mà. Cái chữ má em mà tự nhiên mày nhấn gì giống như mày chửi vô trong mặt tao vậy đó. Thôi khỏi, dẹp. Bây giờ có mua đồ không? Dạ có. Tụi con muốn mua lắm á mà. Không có xạo nha. Ông coi bản nè. Thôi, tụi không xạo, không bán tụi bay đâu. Tụi bay giả bộ, bây giờ mày xạo mình kiếm chuyện tao thôi. Không bán. Nè. Thì lỡ giết rồi thì bán. Có tiền phải không? Có. Rồi mua đi. Rồi con mua nè. Con mua. Rồi. Trời ơi, cái tật ồn không chừ à, xếp hàng một đi. Xếp hàng, ai trước? Đó, đang quan đứng một hàng một, thắng. Vậy đi, từng đứa nào đứa đấy nó mua. Rồi, con mua cái gì? Dạ, không có tiền. Trời ơi, em có tiền đi về không? Mày đứng sau lưng cho nè. Tiền thì đi xuống đi. Trời ơi, không có tiền mà đứng đầu á, nó dẫn đầu luôn á trời. Đứng sau lưng tao nè. Ông. Có bán gì 500 đồng không? Ủa đừng có nói với ông là con có đúng 500 nha. Dạ có 500 à. Đứng sau lưng kia đi. Mày xạo. Mày lớn hơn nó mà mày cũng không vui ông trừ. Ông lấy cho con quá mì Hảo Hảo. Mà mì Hảo Hảo để hơi cao. Bữa nay ông bị bó cái giò, ông leo lên hơi khó khăn. Mấy lấy mì khác được không? Con mì Hảo Hảo.
giờ không có hảo hảo thì sao? Không có hảo hảo không về. Trời ơi, từ từ đi anh hai. Lùng mà la lớn quá à. Từ từ hảo hảo. Khách hàng làm câu nội. Khổ ghê thiệt tình. Trời ơi, nó đài tôi không à. Đó. Thật khổ gì đó. Không có đổi thằng An. Tao lấy đâu đúng hảo hảo, không có đổi thằng An. Đứng sau lưng lát tao tính tiền lần. Dạ, cảm ơn ông. Rồi xong rồi tới người khác mày đứng. Tới con mua không? Rồi tới con mua nè, con mua cái gì? Dạ, cho con một gói mì hảo hảo. Sao vậy ông? Sao hồi nãy tao leo lên mày không nói mày lấy mì hảo hảo. Tao lấy luôn một lần. Bây giờ tao leo lên, tao leo xuống rồi mày mới nói. Tao nói là xếp hàng từng người một mà. Không phải lỗi của con đâu. Đúng rồi, nhỏ nó nói ông đúng rồi, nó chỉnh ông là đúng luôn á. Tao xin lỗi. Mì hảo hảo hả con? Dạ. Đừng có thay đổi nữa nha. Dạ. Để ông leo lại. Tao lỡ. Leo hay ghê luôn. Khoan. Dạ. Nhỏ cái bên mày có lấy giống nó không? Dạ không, bữa nay con ăn chay. Ăn chay phải không? Dạ. Mày nói nha, mày lấy giống tao là tao cắn lưỡi liền á. Dạ. Mệt ghê hả? Đó. Tao bắp cái gì vậy? Ê. Rồi. Nè. Mày hảo hảo, ra làm sao? Rồi, nhỏ này ăn chay, mua gì con? Dạ, bán con gói mì hảo hảo chay. Ủa ông có bán không? Sao vậy ông? Mày bắt tao leo thêm lần nữa hả? Mày ăn gì? Dạ, con không giống mấy đứa này đâu. Con mua hai gói mỗi gói thử. Rồi con thử à? Tụi mày đi cho. Tụi mày phá tao hả? Trời ơi, cái gì vậy nè? Dạ. Tao đuổi nó đó là để cảnh cáo mày đó nghe chưa? Dạ. Nếu mày còn tình trạng mà giống như nó, tao đuổi hết. Dạ. Đừng có tưởng một thằng đầu bếp không thôi mà tao không dám đuổi nghe chưa? Dạ. Mày nên nhớ cái câu là không mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng chợ vẫn đông vui. Tao không cần. Bây giờ mẹ ở nhà đi. Ờ, chị đi đâu? Tao đi chợ Sài Gòn. Hả? Tao đi chợ, tao mua đồ về tao nấu nướng. Mày nên nhớ, khi mà tao đi chợ Sài Gòn, tao bước chân về nhà rồi, nhiệm vụ của mày ở trong cái quán này là phải có khách. Phải có khách, không thôi tao trừ luôn mày nghe chưa? Dạ em hết lương về 3-4 tháng rồi, trừ giờ còn trừ nhiêu nữa? Tổng cộng bây giờ mày thiếu tao 1 năm lương rồi đó. Gì kỳ vậy, mới có 3 tháng về lên tới 5. Mày phải làm mãn đời cho tao, nghe chưa? Gì kỳ vậy trời. Bây giờ sao? Dạ. Bây giờ không tiền thì trả tiền cho tao 1 năm lương đi. Em sẽ kiếm khách, chỉ đi chợ Sài Gòn. Tao đi à? Dạ. Đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la. Trời ơi, ba ác như mụn sim la mà ba hát. Má ơi, giờ cái cuộc đời tôi chôn chân suốt cuộc đời tôi trong cái quán này, giao một cái nhiệm vụ thì là vô duyên. Trời ơi, tự nhiên bắt cái đi chợ về cái tự nhiên có khách. Ô bị điên, sao tự nhiên có khách? Một khách nó tự nhào nó nhào vô chứ làm sao mà có khách được.
Tự nhiên cái đi chơi về mà có khách, tự nhiên hôm nay chị tới ăn đứng đây, cái tôi quay qua có người khách hả? Làm sao mà có được chị? Đừng ngồi xuống nha, ngồi xuống là tôi nghĩ là khách đó nha, đừng ngồi xuống nha, ngồi xuống là tôi nói khách đó nha. Đừng ngồi nha, đừng ngồi nha, đừng ngồi nha. Anh là khách phải không anh? Dạ, dạ, dạ. Chúng ta nói chuyện được không vậy? Ồ, sao hình sự quá nhỉ? Dạ, được. Đây đúng là quán ăn không? Dạ, chứ không lẽ đây là shop thời trang? À, quên. Đúng là quán ăn? Dạ, đúng là quán ăn. Bây giờ... anh cần cái gì? Cậu cho tôi biết. Dạ. Trong quán của cậu... dạ. Có những thực đơn gì? À, à, anh là khách, anh muốn ăn phải không ạ? Tôi cần biết quán đang có những món gì. À, vú thỏ. Dạ, đó. Cánh cào cào, nướng muối ớt, đồ đó. Dạ. Sao món quái vật không vậy? Thì đó, nó, quán em nó cũng này. Tôi nhìn đi. Dạ, dạ. Thường thôi. Nha, thường thôi. Dạ, dạ, dạ. Đối với tôi, thường thôi. À, anh là doanh nhân, em hiểu mà. Anh nhìn anh bằng sang trọng là em thấy là anh cái đẳng cấp anh cao lắm. Dạ. Cho tôi biết thực đơn thường thôi. Ủa là sao? Cái món ăn, món uống có những loại gì? Nước uống trước đi. Dạ, nước uống ạ. À. Dạ, nhà quán em là có rất là nhiều cái loại, chẳng hạn như là nước suối và nước không suối, em muốn uống nước nào? Thường thôi. Nước suối? Dạ. Nước không suối? Dạ. À, thế nào là nước suối và nước thế nào là nước không suối? Dạ, nước suối có nghĩa là một cái loại nước mà lấy từ cái nguồn chính gốc của nó là cái nguồn suối, suối chảy ra thành nước và lấy cái nguồn nước cái từ suối thì người ta gọi đó là nước suối. Còn nước không suối là lấy từ những cái nguồn nước mà những cái nguồn nước không chảy ra từ suối, có nghĩa là những cái nguồn nước không phải là suối. Anh hiểu không? Thường thôi. À dạ, được rồi. Thôi thì bây giờ ngoài cái nước suối còn nước gì nữa? Dạ thưa anh, ngoài những cái loại nước bình thường ra thì còn có những cái loại nước đặc pha mà chúng em có hai loại đặc trưng, một cái được gọi là chè xanh, một cái được gọi là màu xanh của chè. Ta... hiểu không? Chè xanh và màu xanh của chè. À, thế nào là chè xanh và thế nào là màu xanh của chè? Dạ có nghĩa là như thế này, chè xanh nó là cái gì? Chè xanh nó là cái gì mà người ta gọi nó là chè xanh? Anh có biết lá trà không anh? Biết. Đó, mà trong Nam mình gọi lá trà, còn ngoài Bắc người ta gọi là lá chè. Đó à. Thì lá chè nó cũng như là lá trà, lá chè nó màu xanh, hái xuống nó màu xanh, nấu ra cái nước nó màu xanh. Thì cái màu xanh đó người ta gọi là màu xanh của chè, nhưng nó không được gọi là màu xanh của chè bởi vì nó là gì? Nó là chè xanh. Hiểu không? À, gần hiểu. Gần hiểu rồi đó. Thì đó là chè xanh. Cái bắt đầu cái mình lấy cái lá chè ra, mình ép ra cái nước chè của cái lá chè màu xanh thì chúng ta gọi đó là chè xanh. Thế còn cái kia nó là màu xanh của chè. Tại sao nó là màu xanh của chè? Nó là cái gì mà người ta gọi đó là màu xanh của chè? Như vậy nó có phải là lá chè xanh hay không? Dạ thưa không. Nhưng mà tại sao không mà nó vẫn được gọi là màu xanh của chè? Nó là cái gì? Cuối cùng nó là cái gì mà nó gọi là màu xanh của chè? Dạ, nó là chè đậu xanh. Thôi. Bây giờ chè đậu xanh, nó lại chè đậu xanh đi. Mà đặt nói hồi chất quất luôn. Bây giờ quán có chè đậu xanh phải không? Đúng rồi. Rồi, cho một ly chè xanh. Bữa này là kiếm chuyện lại em nè. Kiếm chuyện gì? Thường thôi, chè xanh thì chè xanh. Đợi chút xíu có chè xanh. Dạ đây. Đây, đây, quên. Chè xanh có đây. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Dạ anh đây. Đây là một ly người ta gọi đó là chè xanh. Ha, mời anh hãy thử uống xem. Đó, nó rất là ngon, nó có cái màu xanh của chè. Nhưng mà không gọi là màu xanh của chè, nó vẫn được gọi là chè xanh. Bởi vì sao? Bởi vì nó được nấu từ lá chè xanh. Mời anh uống. Chè xanh? Dạ, uống thử xem. Được, có màu xanh của chè. Dạ, rất là ngon, anh thấy không? Nó có một cái màu xanh gọi là màu xanh của chè. Mình vẫn không gọi nó là màu xanh của chè, là tại vì mình nấu từ lá chè xanh ra, em gọi nó là chè xanh. Anh cứ uống thử đi, hiểu, rất là ngon. Tất nhiên. Đó. Ta nghe là... anh đừng có vội vàng. Em phải nói cho anh nghe cặn kẽ để anh hiểu tại sao nó là chè xanh. Anh hiểu không? Thường người ta gọi nó là chè xanh hay là gọi nó là trà đá. Trà đá là em không hiểu, đúng không? Trà đá là sao? Là trà cục đá. Không đúng. Người ta gọi đúng cái tên nó là nước ép lá trà đông lạnh. Anh cứ thử uống xem. À, đúng rồi, nước ép lá trà đông lạnh. Anh đừng có vội. Đơn giản nó là như vậy. Nước ép lá trà đông lạnh nó là cái gì? Là cái nước ép từ cái lá trà xanh nó ra rồi mình đem đông lạnh. Đông lạnh nó mà ngon. Đó, anh thử uống thử coi. Nó khác cái mùi đó, rất là ngon. Dạ. Đơn giản là như vậy nè, thấy không? Khi mà người ta ép nó ra đó, mà người ta bỏ đá vô thì gọi là trà đá. Chứ còn người ta bỏ đá bào, đá nhuyễn vậy thì nó là nước ép lá trà đông lạnh. Nó rất là ngon, cứ uống thử cho em nghe. Đâu ngu. Dạ. Thấy sao anh? Thấy khác không? Thấy khác không? À! Thấy khác không? Nó trà đá mà. Ừ thì trà đá đó anh, nó là trà đá mà. Em mắc mớ gì quảng cáo dữ vậy ông nội? Dạ thì cái nghề của em nó vậy, em quen rồi. Nghề gì mới uống ly trà đá quảng cáo vậy mà kêu món ăn thì sao? Bực bội. Ngồi xuống. Dạ. Ủa, thôi anh khách, anh ngồi với em đâu có ngồi. À quên. Mời ngồi để cùng đàm đạo việc kinh doanh. Thôi em không dám, anh là nghề cao siêu đó, em không có dám đàm đạo, em là bán buôn nhỏ em. Thôi được rồi, cho tôi hỏi. Dạ.
ai là chủ nhà hàng này? Dạ em. Em không phải là chủ nhà hàng. Không phải? Dạ. Vậy là chủ nhà hàng đâu? Đang đi chợ về. Cái quán của cậu là quán kinh doanh ăn uống đúng không? Dạ đúng rồi. Ăn uống không thôi à? Thì ăn uống không thôi, quán kinh doanh không có gì khác nữa. Không lẽ quán ăn giờ phải bán quần áo? Cậu đừng nói vậy. Sai lầm, sai lầm. Bất cứ một vấn đề gì trong kinh doanh bây giờ nó phải được phối hợp, nó phải được ăn ý với nhau. Bất cứ một vấn đề gì nó phải đi đôi với nhau. Tại sao ăn uống mà không có gì khác nữa? Ý cái dòng nói chuyện mà không hiểu này nó quen quen nè. Cậu còn không sáng hiểu giờ, hơn tôi nữa. Sáng giờ làm như cái dòng này nó quen quen nè. Anh bây giờ em hỏi thiệt, giờ anh muốn cái gì anh nói liền tiếng đi chứ giờ em... Bây giờ đây, cậu nhìn đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ cậu như tôi đi, là một khách hàng bước vào quán này, và tôi như cậu đi. Dạ. Đúng chưa? Ăn uống xong rồi, người ta mệt mỏi, người ta căng thẳng hả? Người ta nhức đầu. Thì bây giờ cậu làm gì người ta? Ai biết trời, thì bây giờ ăn xong thôi đi về chứ làm gì. Đó, cái đó mới quan trọng, cần phối hợp kinh doanh. Phối hợp cái gì, nói không hiểu cái gì. Bây giờ vị trí của cậu chuyển qua tôi. Đằng sau tôi sẽ làm bồi, còn cậu là một người khách. Dạ, thấy không? Đúng chưa? Nhìn đi. Đưa đây, đưa đây. Không hiểu. Bây giờ tôi như cậu nè. Chào ngài, chào ngài. Mời ngài ngồi. Ồ vậy hả? Là tôi là khách, anh là tôi phải không? Đó, đó, đó. Ồ, lâu lâu mới có người mời lại mình ta. Thì tôi cứ ngồi. Dạ. Đó. Đúng chưa? Dạ. Rồi sau khi mà mời người ta ăn uống xong xuôi rồi, đúng chưa? Dạ. Nó phải là ăn uống xong xuôi rồi cái đứng đó đi. Dạ, xin ngài cho tôi được tính tiền. Đúng rồi. Quá thô thiệt. Đúng rồi. Như thế là quá thô thiệt. Trước khi muốn tính tiền người ta, mình phải qua. Dạ, mình qua sao? Tiếp cận. Dạ. Người khách. Chắc ngài ăn ngon chứ? Dạ, rất ngon. Ngài dùng nước được chứ? Dạ, chưa uống gì. Trà đá uống đi. Bây giờ, trước khi tính tiền, đó, mình phải làm một động tác để cho người ta khơi gợi, người ta cảm thấy thoải mái khi móc bóp ra, đưa tiền cho mình. Đau, 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 anh. Đúng không? Đau, anh, đau, anh. Cái gì vuốt 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 cái gì vậy? Đừng đừng vuốt cho họ hỏi bớt mình mới được. Đừng vuốt nhột đau. Cái gì vậy? Vuốt 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 đừng vuốt anh. Tôi nói anh nghe. Đừng. Cái gì? Từng ngón tay. Trời ơi, tra tấn. Chưa hết. Còn một món cuối cùng nữa. Cái gì nữa? Cái này là món này món của gia truyền nha. Gà luộc cúng tổ tiên. Là cái gì? Đó, khỏe chưa, khỏe chưa? Con điên bây giờ muốn cái gì? Hả? Bây giờ muốn cái gì? Tự đồ điên, hồi sáng thì tôi gặp tổ thứ gì đó mà. Bây giờ muốn cái gì? Vô đây tự nhiên bẻ người ta. Bây giờ cũng muốn, ông tôi là ai? Gì dữ vậy đây nè? Sao bạn nhìn nè, đó. Qua đây đi. Thấy chưa? Phải biết cách phối hợp kinh doanh. Mình mời người ta ăn uống, trước khi tính tiền mình phải đấm bóp chắc hơi cho ta thư giãn về nhà thoải mái. Mà khi mà đấm bóp chắc hơi xong, họ cảm thấy họ móc cái bóp ra nó cũng vui vẻ, đúng không? Có nghĩa là nãy giờ là ông là tiếp thị massage hả? Đúng, massage sauna hả? Thì muốn nói nghe, anh em mình muốn làm việc chung với nhau, đúng không? Bạn thì chạy bàn, còn tôi thì lo công chuyện massage. Người ta ăn uống xong người ta thấy mệt mỏi, mình tắm bớt chút hơi rồi thì họ khỏe khoắn trả tiền, đúng không? Mà nhiều khi mà bạn chạy bàn mệt quá, tôi đấm bóp cho bạn không tính tiền luôn. Định xin vô quán này làm luôn hả? Đây mà chỗ khi nào về nè, mình chờ được không? Khỏi chờ. Tao tiếp mày luôn nè. Bà cậu nội mày đi chưa hả? Từ nãy giờ, từ sáng giờ kiếm kiếm hả? Qua đi. Đứng nổi ơi, có đi chưa? Muốn giỡn mặt cái tôi hả? Từ sáng tới giờ rồi hả? Đi ra. Đủ thiệt hả? Cái gì đó? Đi làm gì vậy? Anh nè. Dạ đáp xuống chị. Dạ chị đáp xuống. Dạ đây nè. Chị cứ đáp xuống. Dạ hết sức thoải mái. Dạ em xin lỗi chị, em đâu có biết là nó đúng cái tọa độ này. Dạ em chị giận quá. Dạ không được thì thôi em đèo về. Dạ mày bỏ luôn cho tao. Dạ, em đâu có biết, xin lỗi chị. Trời ơi, cái gì vậy hả? Mày làm cái hành động gì vậy hả? Mày quăng khăn vô mặt tao vậy đó hả? Dạ không có, tại vì em sao em quăng cái thằng nãy đó tự nhiên vô chị. Em báo chị một tin vui. Em báo chị một tin vui. Tin gì? Dạ em mới vừa đuổi một thằng khách. Mày nói cái gì? Hồi sáng tới giờ biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong quán của mình,
Bây giờ có một người khách vào đấy mà mày đuổi lên làm sao? Trời ơi chị, chứ nó đấm bóp giác hơi, nó không có tiền. Nó vô nó uống một ly trà đá mà nó còn không trả. Mà chị nghĩ sao? Bắt buộc mày từ bây giờ cho tới hết ngày hôm nay mày phải tiếp một người khách cho tao. Còn không, thêm một tháng luôn nữa là một năm và một tháng. Hiểu chưa? Yeah. Thưa quý vị, dạo này tôi cũng chuyển qua buôn bán, kinh doanh chút để kiếm thêm tiền. Trong những mặt hàng thường thường tôi bán là tôi bán các loại dầu ăn. Tôi bán rất nhiều loại dầu ăn của nhiều hãng khác nhau. Nhưng từ lúc tôi biết được dầu ăn Maison, tôi lập tức tôi ngưng mua những cái dầu hãng khác mà chỉ bán độc nhất dầu ăn Maison. Dầu ăn Maison này tại sao? Tại vì rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Dầu ăn rất là cao cấp, gồm có dầu thực vật, dầu đậu nành, dầu mè thơm, rất tốt cho sức khỏe. Quý vị chắc không tin lời tôi nói chứ gì. Nếu quý vị không tin, quý vị cứ thử đi. Mua dầu Maison về, có Maison nấu mê ngay. Bây giờ để cho mừng cái kinh doanh tôi càng ngày càng phát đạt, quý vị có thể cùng tôi hát một bài hát thật là sống động bằng cách ủng hộ, vỗ tay đều với tôi nha. 2, 3 đều, go, 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 go. Biên cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mịt mùng anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh, hết cây chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ đâu tựa lừa. Trời đất ơi, cái thằng cha chính lùng là từ ngày tôi mở quán là chả dọn nhà kế bên nhà tôi. Ngày nào cũng hát ba cái nhạc tàu lao thế trời ơi. Nè chính lùng, tôi ngày nào tôi cũng chửi ông không có lỗ tai ông nghe hả? Tao có cả hai tai nhưng mà tao giả bộ không nghe mày. Ông hát gì mà nghe được không chính? Ông hát gì hàng xóm nào chịu nổi hả? Chắc tôi phải dọn ở chỗ khác quá. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Đó. Hát gì mà nghe được? Ông bước vào đây, bước vào đây nói chuyện với tôi. Cái gì mà chửi tôi hoài vậy? Trời ơi, gì? Nhìn gì? Sao? Hình ông hả? Đừng có giỡn. Mặt ta đẹp quá mà. Mặt này trời ơi. Nè, bỏ qua, đừng có đụng vô cái đồ làm ăn của tôi nghe chưa? Ôi à, nãy giờ nghe đứng nói chuyện dầu thơm gì á hả? Dầu ăn cái dầu thơm gì? À, ai biết đâu. Tào lao. Nè, sao tại ngay ngay? Đúng không ạ? Gì vậy? Trời đất ơi. Nè, thấy nói đúng không? Gặp cái là thấy chướng rồi. Chướng gì? Ông ăn mặc cái kỳ cục vậy hả? Ừ. Bằng quần tây, bỏ áo vô quần đàng hoàng. Quần sao chị săn lên vậy hả? Hả? Còn cái quần là kéo cao tới vú. Giỡn hả? Sao mắc cười quá? Mắc cười gì? Mỗi người một phong cách thời trang. Sao? Nè, ăn mặc vậy chứ ra đường ai gặp cũng kêu ô, fashionista. Ông coi lại mình đi nha. Tôi sao? Nói người khác là phải nhìn lại mình. Sao? Không có ông già nào sắp chết mà mặt hồng cánh sen. Bóng muộn màng hả? Nè nè nè, tôi không có giỡn với ông nha. Tại sao ngày nào cũng hát ba cái nhạc tào lao ở nhà tôi chứ? Nhạc gì nhạc tào lao? Hả? Cái nhạc của ông hát á là nghe không có chiều sâu, hiểu chưa? Hát sao là nó sâu, xuống dưới hát cho nó sâu hả? Mỗi người một phong cách nhạc khác nhau, mỗi người một thể loại. Mình già nhưng mà tâm hồn mình trẻ chung. Mình hát nhạc trẻ cho chi? Cho nó phơi phới nữa, nó trẻ chung, cho nó mơ mởn. Già mà hát nhạc già riết ở mặt chảy xệ, thấy không? Y, sao trùng hợp vậy? Nè, không có giỡn nha. Hát như tôi á là phải hát những cái bài hát, hát lên ai cũng biết. Võ Đông Sơn Bạch Tu Hà, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, chuyện tình Lan và Điệp, những cuộc tình bất hủ, hát lên ai nghe đều đều biết. Võ Đông Sơ, Bạch Tu Hà giờ cũng chia tay. Sao? Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài giờ cũng chia tay. Lan và Điệp giờ cũng đi tu. Chỉ có nhà của tôi. Trăng trăng uống cà phê, tối tôi uống cà phê, gặp nhau cả ngày. Trời ơi, còn vỗ tay chọc. Không được, ông đường nước làm lên. Nè nè, tôi nói cho ông biết. Sẵn ông bước qua nhà tôi bữa nay nha. Tôi sẽ cho ông biết thế nào là nhạc có chiều sâu. Được chưa? Đứng yên đó. Làm gì vậy? Đây. Chiều sâu gì? Nó chuẩn bị đầy đủ hết trơn rồi đó. Gì vậy?
Đứng đó là biết. Thấy chưa? Già mà chướng. Gì chướng? Đang nói chuyện tự nhiên xách nhạc cụ ra. Sao? Khè thiên hạ. Có khè gì? Mắc mớ gì đang nói chuyện rồi xách cái đàn piano ra đây. Trời ơi. Cái này mà ông kêu là piano hả ông Chính? Chứ vậy. Mắt ông để đâu vậy Chính? Thấy chưa? Hả? Mới nói một chớp là dính. Sao? Piano là nó nằm đằng kia, người ta ngồi đây nè. À? Người ta gõ xuống là piano. À. Cái này là violon. Cái này là đời mới nghe. Còn đời cũ là nó có cái cây cà 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 vô đây nữa. Trời ơi, yếu mà ra gió núp trong xó cho đỡ xui. Đúng rồi. Núp trong gió. Được rồi, ông cứ đứng yên đó nha. Để nghe cái nhạc của tôi có chiều sâu là như thế nào. Nhạc gì vậy? Gì vậy? Già móc dữ hơn. Ngày nào cũng móc mà. Chà. Già mà ngày nào cũng còn sức móc hơn. Nè. Ông phải nói cho đàng hoàng, ông phải nói là ngày nào tôi cũng móc đàn guitar nha. Ông nói ông ngưng ngang vậy ta hiểu lầm. Ý tôi là ngày nào ông cũng móc guitar chứ giờ ông già rồi không móc cái gì, không lẽ móc ống cống. Thôi im đi. Nghe tôi hát nhạc có chiều sâu nè. Hát đi rồi phân tích cho hiểu nha. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt phố quanh. Nhớ em, anh muốn thét lên. Này. Hát cái nhạc vi phạm pháp luật. Nhạc gì mà vi phạm pháp luật? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Facebook, người ta lên WeChat, thấy không? Người ta lên điện thoại, người ta nhắn tin cho nhau. Nghĩ sao ban đêm đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh thét lên trong đêm dài, cho cô ăn phường ập với bắt lên phường hả? Vi phạm pháp luật. Ông Chính ơi, cái này là tôi chỉ nghĩ thôi chứ tôi đâu có phải tôi thét lên giữa đêm dài đâu. Nghĩ là đã phạm pháp ở trong suy nghĩ chưa? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Viber nè, WeChat nè, Yahoo nè, Zalo nè. Zalo mà kêu Yahoo. Ta nhắn tin cho nhau, nghĩ sao thét lên trong đêm dài, cô ăn phường ập vô bắt lên phường, rồi đóng 300.000 tiền ngu. Đóng xong bị chửi nó, ôi, vết bun. Là gì? Ngu như bò. Vết bun mà ngu như bò. Cái trình độ. Vết bun là bò hút. Thôi được. Nó con bò là nó hút à? À, ông nói hay quá. Nhớ ông hát cái đoạn này, ông hát sao? Trước khi hát là phải phân tích âm nhạc là gì. Sao? Mình phải hiểu nó. Mình phải hiểu nó, mình mới đem cái cảm xúc đó mình truyền vô trong lòng mình, mới truyền cho khán giả được, hiểu không? Cha này chắc chắn bị trĩ. Nói chuyện mà cảm xúc truyền. Ông làm gì vậy? Sao lá tôi? Nói chuyện không có văn hóa. Sao? Mình nói chuyện phải cho có tính thẩm mỹ. Cuộc sống là phải có tính thẩm mỹ xung quanh. Nói cho nó nhẹ nhàng, ví dụ cũng một câu nói mà mình nói cái nó tinh tế liền. Cha này hình như chả dư cục thịt. Tinh tế liền. Tinh tế con khỉ. Ông nói nghe còn gớm hơn tôi. Ông ơi. Bà nghĩ gì mà bà cười ha hả vậy bà nội? Ông ơi, đừng có nói nhiều đi ông. Con người tôi nó nhiều thịt, thấy không? Móc. Hát là phải hiểu âm nhạc trước. Hiểu cái không gian và thời gian xảy ra cuộc tình đó. Hiểu rồi. Nha. Rồi. Móc. Gì vậy? Tôi chuẩn bị hát mà bác khịa sao mà hát? Sao? Cái gì? Bác khinh bỉ, chuẩn bị hát. Hàng xóm mong thiệt kỳ quá. Thằng lắm nha. Móc. Thằng lắm á. Biết rồi. Móc đi, bắt chấp hết. Rồi. Màn đêm đã.
ban đêm là nó phải rùng rợn. Biết rồi. Hát phải hiểu. Hiểu, hiểu. Hát phải hiểu. Then you have có hồn gì vậy? Của anh nhớ em. Bậy rồi. Bậy gì? Lớn rồi, trưởng thành hết rồi. Sao? Chơi cú quăng bom rồi chui xuống hầm vậy. Vô duyên. Mới nghe, tôi mới nghe tiếng bom. Thôi đừng có xạo ông ơi, tôi thấy ông thấy ghét của tôi vuốt xị cái đờn. Cái đờn nó keo quá hả? Hả? Chà, cây đờn 2D ha. 2D gì? Vừa có âm thanh vừa có mùi. Ghê. Ngày mai qua nhà cho mượn cây đờn 3D. Là gì? Vừa có âm thanh, vừa có mùi, vừa có hiện vật. Vô gì? Hát thì giỡn hoài. Móc. Ừ. Màn đêm đã buông dần. Đèn hiu hắt cô. Nhớ em. Nhớ em. Anh thút thít. Cái gì có thút thít trong này nữa cha nội? Nó đang tình cảm với thút thít là sao? Thì ban đêm nhớ nhau thút thít chứ mà lẽ thét là công an phường ập vô sao? Ông ơi, thét nhẹ rồi nó vẫn sửa lời. Bà bỏ đi. Bỏ cái loại này đi. Bây giờ tôi chuyển qua cái loại khác, nghe nhàng tình cảm mà mình không thiếu phần này. Nhạc rumba tử tình. Ba má gì cũng chơi hết. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Thôi nín đi. Nín nghỉ. Sao ông cứ nghỉ hoài vậy? Hát nhạc mà nó không phù hợp với thực tế. Sao không thực tế? Âm nhạc là nó phải gắn liền với đời sống của loài người. Ông hát nhạc loại gì đâu mà. Là gì? Sao? Thời buổi bây giờ hết yêu nhau. À. Ok, là phải nói như thế này. Em còn yêu anh không? Hết với anh. Anh còn yêu em không? Hết với em. Ok, em về đi. Anh không đòi quà. Xong. Trời đất ơi. Làm những cái chuyện mà thôi em hãy đi quê, quýnh biệt kề từ đây. Hát xong bài đó là con nhỏ về tới Hà Nội rồi. Thôi được rồi. Ông muốn cái loại mà hát thì có thực tế thấy liền đúng không? Thực tế. Có liền. Em sẽ đi, thư tình tôi đã viết. Em sẽ đi, những gì anh đã trao. Em sẽ đi, bôi xóa đi một đoạn tình, xô ngã đi một đoạn đời mình đã lỡ trao nhau. Em sẽ đi, cái quần anh sẽ rách. Em không sẽ đâu, cái quần ô ô ô vẫn còn nguyên ô ô ô. Em sẽ đi ô ô ô, sẽ thấy quần ở trong nó xanh lè. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái bài người ta đang tình cảm nhẹ nhàng, ông đưa ba cái áo quần ông vô làm cái gì vậy? Ông Chính hả? Ông giỡn hả? Không có tình yêu nào mà giả mang rợ gì hết. Sao? Làm cho có yêu nhau mà khiến nhau nghèo nàn vậy? Sao? Em xé đi, em xé đi mà đưa nó xé hoài. Nó xé một lần là ô bye bye anh về với mẹ anh liền. Ừ. Tàn nhẫn trong tình cảm. Nè, tôi nói thiệt với anh nha. Nè, hồi nãy giờ anh bước vào nhà tôi không hát cái bài nào mà cho đàng hoàng tử tế. Muốn đàng hoàng hả? Nè, mà tôi nói thiệt, ngồi ở không rồi ngồi nhậu cải biên những cái lời hát như anh đó, nó ảnh hưởng cả một cái thế hệ trẻ sau này. Ảnh hưởng gì? Con bà Tám. Bà Tám sao? Hôm qua tôi nghe nhà bà chơi, nó ra nó nói tôi: bác ơi, hôm bữa bác Chính lùng bác chỉ con một bài hát nhạc thiếu nhi ngộ lắm. Cái bài hát nó nói về con chim mà nó có dính chút người lớn. Tôi nghe tôi nói, ủa cái bài gì kỳ vậy con? Ông nghe nó hát nè. Có con chim danh khuyên, đừng thích con chim danh khuyên.
sao có bầu. Cái gì? Không chỉ đó ra mới hát vậy chứ con nít nào mà biết bài đó. Gì? Vải. Cứng họng rồi phải không? Vải. Vải là gì? Hát cái nhạc gì tào lao vậy? Chim rồi 3 tháng có bầu. Hát là phải hiểu nhạc, phải âm nhạc là phải đi đối với thực tế cuộc sống đang xảy ra. Sao? Móc. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật vũ côn quá, mặc thẹo đầu đinh đánh chết cha xóm làng. Chim đập bát chào mau bầm tím, chim đập cô trơn ca bầm đen, chim đập chị sao nâu bầm dập. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật vũ côn quá, mập mập dê dê giống như ông chỉ tài. Trời cái gì? Ông đang hát tập mấy tập mặt. Nè nè nè. Ông chỉ tài ông về nào ông nội? Hả? Hả? Đừng hỏi tiếng vỗ tay để nói lên tất cả. Lão. Kìa, có người chỉ kìa. Đây. Hãy cho thưởng thức bằng chứng. Người đàn ông không bao giờ dê. Đây một dùi. Không bao giờ dê, tội dễ thương. Ăn không được, ngủ không được. Ừ. Mỗi lần gặp là thang hổng dài sao anh ăn không được ngủ không được. Ừ. Vậy em xuống qua anh mấy giờ mới dậy? 9 giờ sáng. Ngủ thì mấy giờ? 6 giờ sáng hả? Không, 9 giờ tối hôm trước. Ăn được ngủ được nè. Gặp gái là nhai luôn xương hả? Thôi cha, nó bậy bạ luôn nè. Sao tại sao ông qua nhà tôi nãy giờ ông không hát bài nào đàng hoàng nghiêm chỉnh? Hát bài nào đàng hoàng tử tế tôi nghe đi. Sao nãy giờ không yêu cầu? Rồi yêu cầu. Hát theo yêu cầu người hâm mộ. Rồi. Đừng có hâm dọa là nghỉ hát. Rồi. Tôi hát bài này mà Đàm Vĩnh Hưng còn kêu bằng ông nội mà. Rồi. Bài gì? Xì lo dốc móc. Rồi. Anh nói sẽ đưa em đi hết đoạn đường, mà sao không đưa được lại nhờ xe ôm. Cái gì vậy cha? Đưa có câu đầu đàng hoàng, có sao tàu lao. Như xe ôm là gì chống? Hay đưa không được là nhờ người khác đưa 50k chứ mấy. Thôi, hát đàng hoàng giùm tôi cái anh chính nha. Hát đàng hoàng là phải hát quê hương chữ tình. À. Bị sao? Bị nhạc quê hương chữ tình là cái nhạc nó đi vào lòng người rồi. Nó đúng vô trong máu rồi. Đúng. Đâu phải ai cũng hát được. À. Hát là phải hiểu hai chữ quê hương. À. Quê hương là gì? Là cái gì? Quê hương là chùm khế ngọt. À. Trên đọt có trái khế chua. À. Bắt đầu tào lao rồi đó. Hay đúng không? Cái cây khế nào cũng có trái chua trái ngọt, cái ngọt 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 có lâu lọt chọt mấy trái chua. À. Thôi được rồi, thôi khỏi giải thích, khỏi nói nữa. Móc. Nữa. Đang diễn tả cảm xúc một người đi xa quê hương về thấy quê hương thay đổi. Ồ, sao thay đổi quá vậy? Ồ, được rồi, tôi quên. Tôi hiểu lầm rồi, rồi tao làm lại đi. Làm tuột cảm xúc. Rồi, lại. Móc again. Có những tháng ngày anh đã lạc mất em trong cuộc đời, có những dĩ vãng
đã đưa ta về những miền xa xôi ngày đó. Anh biết bây giờ anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em, mà bởi vì nhà anh nước ngập. Thì đang mùi mẫn đường nước ngập làm gì ông nội? Nhà đầm sen chiều cường lên ngập đi lắm. Bỏ đi. Anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em. Rất tiếc, xe của anh đã bị công an giam. Cái gì chạy nổi? Anh không đến được với em, không phải vì anh không nhớ em, không phải vì anh không yêu em, mà bởi vì đó là định mệnh. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về một năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ buồn. 10 năm đợi chờ, phải không em? 10 năm hẹn hò, chiều trong tim. Ta sẽ bên nhau, ta dắt nhau đi về chốn thiên đường. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Và đây là dòng sóng xanh tim biếc bên ly nương dâu ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sóng xanh tim biếc. Ta sẽ yêu nhau, ta sẽ bên nhau như ngày âu thơ. Hay. Công nhận anh hát cái này rất hay, biết kết hợp đông tây rồi được hòa hợp, tôi thích. Nhất là có đoạn chót là như ngày âu thơ hốt bạc. Đấy. Hay. 3 tháng trời. Nhìn đơn giản như 3 tháng trời. Dữ vậy. Hồi xưa đó, trước 3 tháng là cứ như ngày ấu thơ là hốt hạt cái đùi không à. Hồi xưa là cứ Thủ Đức, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Thạnh. 3 tháng sau vô tới Sở Thú luôn. Có đợt vô bệnh viện luôn. Sao vậy? Hốt lố tai. Vô bác sĩ chửi quá trời. Sao? Trời ơi, cái gì bầm tím vậy? 3 tháng điều trị, bác sĩ vô phòng chửi lần nữa. Đi về đi. Hỏi sao vậy bác sĩ? Nó đã chuyển sang màu hạt vàng. Trời ơi. Có thể không ông? Ông gì? Có không? Nè, hát cái loại này hay nè. Còn mấy cái bài mà mỗi ngày ông hát vọng vọng ở nhà tôi, mấy cái bài gì đó, cái nhạc gì hip hop gì đó, tôi không ưa. Đó là nhạc Lề Đường. Đường phố. Có chữ đường là được rồi. Ừ. Lề Đường. Hip hop là quan trọng lần. Cái nhìn mấy đứa hip hop mình phải phân tích. Nhìn mình phân tích, hip hop là không bao giờ đứng im hát. Nãy giờ mình đứng im mình hát đúng không? Đúng rồi. Hip hop lúc nào cũng phải nhảy, nhoi nhoi vậy. Đi hip hop nó nhoi dữ lắm. Sao vậy? Mà cha. Có lý do hết á, cha. Là nó nhảy giống như con kiến chui vô đâu đó. Mà khi con kiến mà chui vô là nó phải nhảy dữ. Nhảy. Con kiến sợ quá hoảng loạn chạy, gặm kiến chúa sợ quá chạy ra. Thầu lao. Nhìn nè, nhìn mấy đứa hip hop á. Sao? Đứa nào hát nhạc hip hop mà nhảy vậy à, là con kiến hôi chui vô. Ồ. Bị con kiến hôi chui vô nó không có cắn à. Nó hôi thôi. Nó chui vô gặm kiến chúa hôi quá nó sợ nó chui ra. Thấy không? Còn mấy thằng nào nhảy vậy là sao? Là con kiến lửa chui vô. Đặc biệt thấy thằng nào hip hop mà đứng im hát là gì? Con bò cạp chui vô. Biển bò cạp chui vô mà mình nhoi là nó múc con kiến chúa liền. Thấy không? Nhiều vấn đề lắm. Ông kể với ai dám đi học hip hop đâu ông nội. Nhiều vấn đề lắm. Ôi, đừng giỡn rồi. Đây nè, bây giờ đó, ông hát một cái bài nhạc hip hop đi. Rồi tôi phân tích cái hay cái dở chỗ nào cho ông nghe. Dạ, dạ. Hip hop là nó phải có nó phải có giống như là cái không hiểu cái tiếng cái nghĩa gì mà cái ngọt gì đó. Rồi tôi thử làm ha. Dạ. Bắt đầu. Vô. Bà nội cha nhà nước ngập đây gặp mưa phùn nữa. Mưa phùn gì? Phùn như rồng phùn mưa vậy cha. Thì ông muốn cái tiếng đó là phải vậy chứ sao ông nội? Ém lời. À ém. Gì mới có giới hạn chứ. À. Đó, vô.
nhanh lên, kịch tính, âm nhạc là phải có kịch tính. Ông khùng không nội. Hát cái môi tôi luôn á. Ai biết đâu thấy táp quá để cho táp. Bà nội cha nghệ sĩ mà táp như cá là hang táp thịt bò chứ. Táp táp táp. Hên hên quăng cục ra muốn cho phạp hả gì vậy? Dính cục ra muốn. Hang không hang thì là làm hoài. Táp táp nó té nhị hiểu không? Phạp phạp. Rồi. Vô. Táp táp. Đó. Em đi với anh thì cả thế giới này thuộc về em. Em muốn gì thì anh cũng có, em muốn cái gì anh cho cái đó. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh sẽ cho phi cơ tới rước. Em muốn gặp Trần Quán Hy, anh sẽ cho em gặp Minh Nhí. Gì ông nội? Cái gì Minh Nhí cho mày đó? Hả? Chứ ông kia ông ở xa quá. Ông Minh Nhí tôi quen, ông ở đây nè. Ôi quay. Nãy giờ tôi nói thiệt, tôi đờn cho anh hát thiệt tình. Tôi hát cho anh nghe cũng thiệt tình, mà ông hát cho tôi không có thiệt tình. Đứng một chỗ hát mà là nhà hip hop. Mỗi ngày tôi dán cửa sổ tôi nhìn, tôi thấy ông nhâu như con dầu chứ ông không có đứng yên vậy đâu nha. Ông nhảy nhảy cái gì mà ông nhào lộn dữ dội lắm đó. Cái đó kêu là cái gì? Ke. Ke hả? Ke. Đâu ông ke đi. Vậy tôi mới chịu nha. Mập. Táp. Vậy nội thấy táp tươi quá để cho táp thôi đừng có giả vô bả đây chưa té mà ông mua da hàng gì xui té luôn nè hả đỡ lên cho đỡ ai đây cái gì sao đang đạp con kia chưa con kia. Đứng dậy lên mình đi. Sao mấy ký không đạp? Đạp ngay chỗ có hai lạng mấy. Đi không nổi luôn á. Tôi vừa ông giỡn hoài. Nè nè. Có đau lắm không? Không sao đâu. Bữa sau xài dép lào cho nó láng ở dưới nha. Xài dép có gân luôn kìa. Nè nè, bữa nay anh qua nhà tôi. Tôi cũng hiểu anh, anh cũng hiểu tôi rồi. Mình hết giận nhau gây lộn rồi phải không? Nhà tôi với anh hát bài giao hữu được không? Bài thì ai anh cũng biết mà. Bài này mình có táp không? Anh có táp. Hát bài kiến chúa đi. Rồi bỏ đi. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi. Yêu em nồng say suốt đời. Anh number one. Đẹp trai dễ yêu. Gì vậy? Gì vậy? À, không có bầu mắc ói quá. Và con tim sao nè? Rất trung tình. Vô nè. Yo, mới vô đó. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi. Yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương. Và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay và dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi. Yêu anh nhé người anh yêu ơi. Em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên. Oh, 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 oh,
đâu anh ơi. Em biết không em ơi. Không biết đâu anh ơi. I love you. Oh oh oh. 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 Hey, I love you. Hồn ngủ dĩ chằng năm tối ngày lai lai chát chát Facebook hả? Bà mẹ tụi bay không có ngủ ghê gì hết à. Cái đồ mà các đảng cô hồn ngủ dĩ chằng năm chết sông chết suối chết bờ chết bụi chết súng chết đạn chết xe chết cổ chết tay chết đạn chết chén. Dạ kính thưa bà con cô bác, dòm bề ngoài thì con có vẻ tôi dữ dằn lắm, sự thật là bên ngoài người ta nói đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đà, mà cái này là quỷ rồi, thành ra tôi phải bận áo mưa. Con kéo, cho tao miếng nhạc mày, lắc cho mày 2 chữ. Ao, cho mày 2 chữ. Hát hay cho mày 5 chữ. À. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua, cách trở đường xa xuôi ngược muôn ba. Ôi kỷ niệm yêu, mãi tranh nghèo tòa khỏi láng chiều. À ơi! Lớn chảy xuôi đưa con thuyền trao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò hò ơi gió đưa gió đẩy về rẫy ăn cầm về sông ăn cá về sông ăn cá về đồng ăn cua cua xuất khẩu hết trơn rồi mà nãy giờ sao không thấy taxi nào hết trơn kêu quá trời quá đất rồi kêu 113 dữ lắm mình nó không lợi. Ê, ai vậy? Trời đất thánh thần thiên địa ơi. Bà bắt dừng thế xấu. Cái gì sao? Mà chạy vòng mà tôi chóng mặt quá không nội. Trời đất ơi ngộ ghê. Người ta thấy đứng xa quát xe không được thì người ta gan người ta cho mình quá gian thôi mà. Làm gì dữ vậy? Không phải dữ. Không phải dữ mà điều chạy xe ta ra ta ngừng đi làm vòng. Tôi tăng xăm nó nhiều lắm rồi rủ nó đứt ra má ai chịu trách nhiệm. Oh my god. Hot girl. Hot girl ai? Over there you. Over there you, you the mark in the line. You. Em? You, yeah, yeah. Ôi trời ơi. Em là hot girl. Ừ. Hot girl xin kính chào hot dog. Ủa tại sao mà mình nâng bạn ấy lên bạn ấy hạ mình xuống thế? Dạ không phải. Tại vì thường thường vậy girl với dog nó gần nhau lắm. Nè đừng có nói nghe tôi là bầu show trên tỉnh, trên Sài Gòn tôi nổi tiếng lắm. Ủa đi ra, anh đi lên Sài Gòn hả? Bà có biết là làm nghề gì á? Dạ thì em mới về em mới tính lên trển là xin làm nghệ sĩ anh giúp đỡ cho em. Là xin giới thiệu bà tôi là bầu show nổi tiếng trên Sài Gòn. Bà biết những bầu như là Minh Dũng không? Dạ biết. Bà biết những bầu như là Duy Ngọc không? Dạ biết. Bà biết bầu Phương Tường không? Dạ biết. Tôi là tên nổi lắm nha, tôi là Phương Nhất Điền đó. Phương Nhất Điền? Đúng rồi. Người đẹp mà tên cũng đẹp mà chắc hát ế đó phải không? Sao vậy? Bị tại vì Phương Nhất Điền là điên nhất phường đó. Không ai dám quay hết trơn á. Bé yêu. Cái mời không ai mượn bé lật lại hết trơn á. Trời ơi. Phương Nhất Điền là Phương Nhất Điền. Kêu mình tiếng bé yêu thì muốn xỉu tại đây liền đó. Rồi có đi qua Giang không? Ra Sài Gòn không? Có cho em đi chứ. Đi để tôi chở dạ. Bà đi vào nghe. Ây da. Rồi bà đi bà đàng hoàng. Được không? Đây chạy này xe này chạy tới trên đó được không? Tôi không biết được hay không. Trời nó vô. Trời đất ơi. Cái gì mà ra nó quá. Trời ơi. Đội nón vô. Đi xe taxi mà đội nón hảo hảo. Ê mình với mì nha, sáng giờ chưa ăn đó. Rồi nghe, con đi nghỉ. Ê. Bà nó ra đầu đi học cái đầu hố. Đi. Gì vậy?
Đây lát ra tôi đưa taxi tôi ra mà đi. Hai ba nè. Mai nổ bon bon, xe mới tanh kè đây nè. Đường đi thênh thang, lòng ta hân hoan, càng gỡ niềm yêu say đắm. Bên đây anh có em, bên đây em có anh, mong lành thắm tươi. Cứ nổ hết ga, em sẽ ôm chặt lưng dài. Đường xa thênh thang, lòng em hân hoan, tăng ngập còn hơn mưa bão. Bên đây xe đua nhau, bên kia xe đua nhau, cha ly này đâu có thua. Thứ bảy hôm nay ta sẽ đi dạo bên tàu. Bến tàu thì em không ham mà em ham đi Bình Lợi rồi lên Thủ Đức dữ đi qua Dĩ An qua luôn Hồ Nai rồi quẹo về Biên Hòa mới ngon. Nè tôi không thiệt mà đi xa như vậy thì chừng nào về chứ tuyệt trời. Trời ơi đi chơi thì vậy mới thỏa mãn chứ. Thỏa mãn cái gì? Dạ phải. Bây giờ nếu anh đi không chở em đi được thì thôi để em đứng lát đó cũng có người chở thôi, em. Thôi thôi được đâu, được có giận lân quá đi, được ngồi đó ra đây là giúp đỡ. Thôi đi đây nè. Em mà dù cho em có muốn đi đến rạch giá, rạch sỏi, rạch cát, rạch dừa, rạch ống, rạch mèo. Trời ơi. Hoặc là em có muốn đi đến Cần Thơ, Cần Giờ, Cần Vuột, Cần Đước, hoặc là Thủ Thiêm, Thủ Thừa, Thủ Dầu Một, Thủ Đức. Hoặc bên cát, bên cỏ, bên tre, bên nước, bên đình, bên tàu, bên bách đằng, bên bãi sậy, hoặc bên dân đồ. Ôi ơi. Vĩnh Bình, Vĩnh Ninh, Vĩnh Long, Vĩnh Hội ha, hay là Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang, hay là em muốn lên ông Bảy Hiền, ông Tả, ông Tố, ông Cổ, ông Lãnh, hay là ra Bà Rịa nè, Bà Rá nè, Bà Trưng nè, Bà Triệu nè, rồi Bà Quẹo nè, Bà Điểm nè, Bà Chiểu nè, Bà Hột nè, có Bà Hột cái nội, Bà Hạt, Bà bất cứ nơi nào anh cùng xin chiều em tất cả cả. Tại anh ơi, đi nhiều quá mà anh còn biết chỗ nào nữa không? Anh còn biết nhiều chỗ lắm em. Đâu mà chỗ nào nói em nghe thử coi. Nghe nè nè. Nào là Bình Chánh, Bình Thành, Bình Dương, Bình Lâm, Bình Đông, Bình Tây, Bình Châu, Bình Quy, Bình Lơ, với ngã năm Bình Hòa. Rồi à, Long Xuyên, Long An, Long Canh, Long Sơn, Long Hải, Giới, Long Điền. Còn muốn lên gò thì có gò dưa, gò dầu thượng, gò dầu hạ với gò công. Em muốn đi đâu? Dạ, em qua cầu, em đi cầu. Cái gì đang hát đầu đi cầu trời? Em đi cầu. Trời ơi, đầu đi qua cầu nó đàng hoàng, cái đầu đi cầu tôi hiểu lầm đó nha. Đi qua cầu phải không? Đi qua cầu thì có nhiều cầu lắm nha. Nào là cầu Bình Triệu, Bình Lợi, cầu Thủ Thiêm, cầu Thủ Thừa, cầu Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Phương, cầu Ông Lãnh, cầu Chữ Y, cầu Chữ O, cầu Cá Dồ. Có cầu Cá Dồ. Quảng Quảng Lợi, Quảng Tinh, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, hay là Đà Lạt, Đà Nẵng, Đà Răng. Trời ơi hay quá, quá hay, quá hay. Tôi không tưởng tượng lại như vậy. Anh đi nhiều chỗ, nhiều nơi quá à. Nấu ca sĩ ca chỗ nào có xa bằng tôi không bà nội, bà nội? Dạ em thì nói ngay em khiêm nhường lắm, em đâu có đi xa dữ vậy. Dạ anh á thì đi hát vòng vòng ở Việt Nam. Còn em á thì cái gì nghệ sĩ dưới quê cho nên hát ngoại quốc không à. Chẳng hát tôi nổ điên à, mà cái gì không chẳng. Nói thiệt với anh không có nổ đâu. À em nói anh nghe em nói nè. Sao? Anh ơi em đến Paris rồi đi Thụy Sĩ, lên Berlin rồi trở lại Sen. Dữ à. Rồi em qua Mỹ nè. Em qua Boston, Giang qua Á Lăng tích để tới Seattle. Tao gỡ dữ luôn. Sau đó em đi Houston nè, em về Texas nè. Rồi em hát Virginia nè, mới leo máy bay về Cali để tạm nghỉ đó. Trời ơi bạn này. Bữa sau là em đi Úc liền. Em hát ở Sydney nè. Em xuống Melbourne rồi em lên đó Đà Lạt, nước mắt
mình thật nữa đó. Sau đó em lên máy bay quay về Việt Nam để hát lại show cho chân thành, đang tổ chức tại sân khấu ở Sài Gòn. Dữ à. À, công nhận ca xong rồi tôi khẳng định một điều là chắc là em tuổi con ngựa ha. Tuổi con ngựa nó đi cự đâu hết thôi. Không phải. Mà thuộc tuần nào không kinh? Phóng ra chơi. Trời ơi, một bụng đó nè. Tuần xả ra, tuần gì? Ừ, đất âm, căn tuần nó nằm ở đây đây nè. Tuần gì, kể nghe. Bây giờ anh biết ca đợi con lũ không nè? Biết. Đợi con lũ nè, đợi con lũ biết không? Biết. Biết không? Nửa đợi con phấn. Biết. Đường quân Nguyên Bán. Biết. Lát giờ điểm. Biết luôn. Thiết Tình Ca. Biết luôn. Em hát Tô Anh Nguyệt. Ừ. Ồ, ngạc nhiên chưa? Ờ, hát ngạc nhiên phải không? Cứ hát đi baby. Ờ, bây giờ em nói anh nghe nha. Để em một mình em á, em để em nhập thần vô. Anh làm con em đi. Anh sẽ làm con em. Nguyệt. Má. Nguyệt ơi, nghe tiếng than của con. Lòng má đây càng thêm chua xót. Đôi quá nào mẹ chân mà lại đi em cũng lấy chồng. Lời mẹ hiền thiết tha, mười mấy năm chung sống bên quê phòng. Mẹ tôi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa với mừng. Đời con gái như cánh bèo lên đến suối ngược bên trong. Nguyệt ơi đang cúi đầu chờ ăn quê. Trời đất ơi, sao đâm ngang không vậy cha nội? Đang ca Tô Anh Nguyệt mà. Tô Anh Nguyệt anh hát ai chơi gì? Thì tôi ca cái giai là thằng Minh. Thằng Minh? Thằng Minh. Minh là gì? Thì Minh là bồ con Nguyệt. Minh là bồ con Nguyệt, tôi là gì? Thì má con Nguyệt. Tôi là má Nguyệt, vậy là ca, vậy là muốn lấy tôi phải không? Trời ơi, sao được không được? Là gì không? Từ, nè, cái đằng này cũng định lấy đằng này chứ đừng có nói giờ nghe. Sao? Xin lỗi, từ lấy tôi nha. Mờ kiếp sau đi. Kiếp sau biết có được là người hay sẽ là cây cỏ. Không cảm giác vô tri chờ chết lặng. Còn đến đây đọc gì nữa? Bực bội sao ca? Đang ca cứ tắt luôn hả? Người ta đương ca tự nhiên đứng làm gì vậy? Làm sao tôi ca được? Tôi mất hồn làm sao tôi ca được? Thôi nói giận, hát hay quá ca lự đi. Ca hay. Không. Ôi anh nói em ca em mừng quá à. Ca hay thiệt mà. Em ca... lên đây để em xin em đi theo anh em hát. Mà anh nói tiếng em ca hay như vậy là vậy? Không có khác nào như anh. Anh làm cho em mở cờ trong bụng vậy đó. Gì là sao không hiểu bà nội? Anh ơi em đứng ở đây với anh mà em cứ ngỡ trong mơ. Ủa làm sao? Em sẽ được trở thành là nghệ sĩ. Ủa vậy bà có nghệ sĩ hả? Dạ. Trời đất ơi bà ca nhưng mà bà nổ quá hả? Dạ không có em mà. Thì thôi bà đã nói rồi thì tôi cũng xin khai luôn. Thiệt ra tôi không phải là bầu show nổi tiếng gì ráo trội đó, mà là ông lái xe ôm mà ở chợ bên thành. Thấy tôi em hiền tôi ra tôi nghèo chơi. Tôi mong em đừng có giận nghe. Xe chiều nãy mang bao nhiêu là kỷ niệm. Ừ. Một cô gái thì ham làm đào chân, còn một anh chàng thì mê hết cây. Dù không toái lòng giấc mơ làm nghệ sĩ, những duyên tơ trời mình gặp nhau đây. Rồi phóng lên xe mà nội xe. Chở mà lên Sài Gòn. Tôi đưa bà vô, tôi giới thiệu bà vô làng nướng bà ca là hủ hồn. Trời đỡ. Đó. Hai con thẳng tiến. Thẳng tiến.
Giao. Rồi 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 nghe. Trời cái gì vậy bà? Mình đừng có mê sắc đẹp tôi quá nha. Trời đất ơi cái gì vậy trời? Từ từ hết sức bình tĩnh. Đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Đêm sông vui tươi nâu chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Sài Gòn ơi. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Rồi, mấy đứa con đến đây. Đang đường càng lối thăm mà.